Bạn đã nghe qua kỳ án giết người chôn vào xi măng chưa? Hung thủ vì một lý do khó nói nào đó mà đã giết rất nhiều phụ nữ, cách giết rất là tàn nhẫn, đổ xi măng vào để làm đông cứng xác chết. Hôm nay chúng ta cùng xem một bộ phim Mỹ Hành Vi Tội Phạm, tập 3 mùa 12. Có ba đứa trẻ đang chơi đùa ở một bãi rác. Lúc chúng nó mở một chiếc thùng dầu cũ ra thì lập tức bị dọa, thùng dầu đầy ắp xi măng. Có một bàn tay phụ nữ lộ ra, bởi vì cách thức giết người quá tàn nhẫn nên vụ án này đã được giao cho FBI. Người bị hại là một bà mẹ đơn thân, sống chung với cậu con trai. Thông qua soi huỳnh quang chúng ta có thể thấy được, người phụ nữ này bị nhét vào chiếc thùng, sau đó bị nghi phạm đổ xi măng lên. Trong lúc nhóm điều tra đang đi đến hiện trường thì tổng cục lại có tin mới. Người bị hại thứ hai đã bị phát hiện, cũng là một bà mẹ đơn thân, vẫn là bị phát hiện ở một bãi rác cách hiện trường vụ án trước đó không xa. Nhưng khi đến hiện trường, cảnh sát không hề tìm thấy dấu vết hành động. Cũng có thể là hung thủ sau khi ra tay đã cố ý di chuyển thùng dầu qua đây. Nhưng một điều khó hiểu là một thùng dầu 200-300 cân, trực tiếp đẩy nó chìm xuống hồ không khỏe hơn sao? Vì sao lại phải hao tâm tổn sức kéo nó về bãi rác? Tổ trưởng suy đoán thêm, bãi rác đối với hung thủ mà nói có thể còn có một ý nghĩa khác. Pháp y nhanh chóng xử lý xác thể của hai nạn nhân, thông qua hình thức bổ sung nước qua mô ra đã xác định được danh tính của nạn nhân thứ hai. Hơn nữa, sau khi quan sát xi măng tại hiện trường, họ nghi ngờ hung thủ có thể là một công nhân xây dựng, bởi vì hỗn hợp xi măng không phải được mua về mà là dùng cát và xi măng để trộn nên. Ống kính xoay qua một nhà xưởng, một người phụ nữ bị trói lại, sau đó thi thể bị cảnh sát phát hiện. Ba vụ án liên tiếp xảy ra, khoảng cách thời gian xảy ra vụ án ngày càng gần lại, làm cho cảnh sát càng áp lực hơn. May mà nạn nhân này được phát hiện sớm, xi măng vẫn chưa khô cứng hoàn toàn. Sau một hồi xử lý, cảnh sát phát hiện trong khoang mũi của nạn nhân có dấu vết bị bỏng do hóa chất. Sau khi kiểm tra lại lần nữa, họ phát hiện hung thủ đã thực hiện cắt bỏ thùy chán trên nạn nhân. Đầu tiên là khoan qua khoang mũi bằng máy khoan điện, sau đó cho clo có tính ăn mòn cao, sau đó tiêm vào não nạn nhân, làm tổn thương thùy chán của não. Thùy chán của não có tác dụng kiểm soát các xung thần kinh của cơ thể. Có một vị cảnh sát nói, có khi nào hung thủ muốn tạo ra một xác chết sáng tạo không? Đêm đến, cảnh sát bắt đầu theo dõi hiện trường vụ án. Họ phán đoán hung thủ có thể sẽ quay lại chỗ cũ để lấy lại cảm xúc thoải mái. Quả nhiên mục tiêu đã xuất hiện, nhưng đến gần thì là một cặp tình nhân. Bọn họ đến để ân ái, nhưng cảnh này đã bị hung thủ phát hiện. Hắn ta nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Về đồn cảnh sát, mọi người bắt đầu phân tích. Hung thủ có vẻ yêu thích bãi rác như vậy, có khi nào là vì bãi rác là nơi đầu tiên hắn ta ân ái không? Hơn nữa quá trình lại không mấy suôn sẻ, nên hắn ta muốn báo thù phụ nữ. Mặt khác, hung thủ trở về nhà rất cáu gắt. Hắn ta nghiền nát tấm hình chụp gia đình. Người mẹ nghe thấy tiếng động liền chạy lại quát mắng, nhưng hung thủ lại ép người mẹ nói ra sự thật nhận nuôi hắn ta. Người mẹ không giải thích gì, liền bị tên hung thủ đập cho ngất xỉu. Về phía cảnh sát thì vụ án vẫn rơi vào bế tắc, bởi vì pháp y nói rằng không hề phát hiện thấy bất cứ dấu vết gì cho thấy nạn nhân đã bị xâm phạm thể xác. Vậy là những phỏng đoán trước đây của cảnh sát đều sai. Trưởng nhóm nói, có khi nào hung thủ muốn thông qua hình thức giải phẫu để nạn nhân mất đi dục vọng ân ái? Mục tiêu của hắn ta là những bà mẹ độc thân. Hắn ta muốn dùng cách của mình để biến họ trở thành người mẹ mẫu mực. Nếu nói như vậy thì mẹ của hung thủ có thể là một người không được mẫu mực. Cứ như vậy, cảnh sát thông qua phân tích cơ sở dữ liệu tìm thấy người phụ nữ bị tổn thương thùy chán. Cô ta là Anna, 35 tuổi, lúc 15 tuổi thì bị tai nạn xe. Bác sĩ chẩn đoán cô ta bị mắc triệu chứng cắt thùy chán hai bên. Đây là triệu chứng gì? Nôm na hiểu là có hứng thú cực độ với việc ân ái, không thể kiềm chế bản thân. Hơn nữa cô ta còn có một người em trai nuôi, nhỏ hơn cô ta 15 tuổi. Không nghi ngờ gì, em trai của Anna chính là hung thủ. Nhưng vì sao hắn ta lại làm vậy? Chuyển sang cảnh khác, hung thủ đang đứng đôi co với mẹ của mình. Hắn ta hỏi mẹ mình, tôi nên gọi bà là mẹ hay là bà ngoại? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thì ra Anna sau vụ tai nạn xe, cơ thể cô có vấn đề, bởi vì không thể kiềm chế ham muốn. Lúc 16 tuổi cô đã sinh ra một đứa bé. Đứa bé đó không ai khác chính là hung thủ. Nhưng để che giấu sự nhục nhã này, bà ngoại đã phải đóng vai mẹ, nhận là đã nhận nuôi hung thủ. Hung thủ cứ lớn lên như vậy, nhưng trong quá trình lớn lên của anh ta đã nhiều lần nhìn thấy chị mình ân ái với người khác. Sau đó hắn ta nghĩ đến việc hai người không có quan hệ huyết thống. Hắn ta cũng nghĩ đến chuyện đó. Ngay lúc hắn ta chuẩn bị hành động, người chị mới nói lên sự thật, thật ta tôi là mẹ của cậu. Hung thủ lập tức bần thần, hắn ta đã làm điều không hay với mẹ của mình, đồng thời cũng đổ mọi trách nhiệm lên đầu bà ngoại. Hắn ta cảm thấy bà ngoại nên nói ra sự thật sớm hơn. Hắn ta đẩy bà ngoại xuống một cái hố, sau đó đóng lại bằng một tấm lưới sắt, sau đó bắt đầu đổ xi măng vào. Ngay lúc này cảnh sát ập đến, cứu bà ngoại ra, hung thủ cũng bị bắt. Câu chuyện đến đây kết thúc. Có thể nói đây thực sự là một bi kịch. Dường như ai cũng không phải là người xấu, ai cũng có nỗi niềm cần được nói ra. Nhưng những người mẹ ở đầu bộ phim thì sao? Bọn họ vô tội, họ không có lý do gì để trở thành nơi cho hung thủ trút giận. Nếu như có thể trở lại lần nữa, không sinh đứa bé này ra, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Ok, tôi là Review Chất. Nếu thích hãy like, share và follow tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất.
Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!